SC Heerenveen, đội bóng đoàn văn hậu đầu quân của Hà Lan mạnh yếu ra sao? Câu lạc bộ này trở thành đối thủ cạnh tranh thường xuyên tại UEFA trong thời gian Ruud van Nistelrooy thi đấu cho câu lạc bộ này. Thành tích tốt nhất của câu lạc bộ Heerenveen tính đến thời điểm này là giành ngôi á quân tại Eredivisie mùa giải 1999-2000, qua đó giành quyền tham dự Champions League mùa giải năm sau. Thông tin hậu vệ trẻ Đoàn Văn Hậu đầu quân cho câu lạc bộ này, đội bóng đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan Eredivisie với mức giá khoảng 1,5 triệu đô đã làm nức lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Với người yêu bóng đá Việt Nam, giải vô địch quốc gia Hà Lan là giải đấu không được nhiều người quan tâm. Ngoại trừ những đội bóng danh tiếng thường xuyên góp mặt tại Champions League và Europa League như là Ajax Amsterdam hay là FC Swansea, không mấy ai biết đến câu lạc bộ SC Heerenveen mà Đoàn Văn Hậu vừa đầu quân, vì đây chỉ là một đội bóng hạng trung của Hà Lan. Tuy nhiên, đây là đội bóng có bề dày lịch sử ở Hà Lan, quốc gia có nền bóng đá phát triển và có đội tuyển quốc gia được mệnh danh là cơn lốc màu cam. SC Heerenveen có tên đầy đủ là Sport Club Heerenveen, được thành lập từ năm 1920, tính đến nay đã tròn 99 tuổi. Sân nhà của câu lạc bộ này có tên là Alpecin Stadium. Cái tên của câu lạc bộ đã thể hiện rõ nguồn gốc xuất xứ khi đội bóng này đặt đại bản doanh tại thị trấn Heerenveen thuộc vùng Friesland phía bắc Hà Lan. Ban đầu của đội bóng có tên là Atleta, sau đó là Spartan, rồi mang tên là SC Heerenveen như hiện nay. Trong thời gian Hà Lan bị Đức chiếm đóng, SC Heerenveen đã giành 3 chức vô địch Bắc Hà Lan liên tiếp. Và sau đó câu lạc bộ này lập kỷ lục giành 6 chức vô địch Bắc Hà Lan liên tiếp sau Thế chiến thứ 2. Thời điểm đó, câu lạc bộ này là đội bóng được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ giàu truyền thống nhất Hà Lan là Ajax Amsterdam. Trong những năm 1950 thì vai trò của SC Heerenveen mờ nhạt dần trong làng bóng đá Hà Lan. Đến cuối thập niên 1950, khi bóng đá Hà Lan chuyển sang giai đoạn chuyên nghiệp, SC Heerenveen rớt hạng xuống chơi ở giải nhất và sau đó là hạng 2 trong hệ thống các giải đấu của bóng đá nước này. Mùa giải năm 1969 và năm 1970, SC Heerenveen vô địch giải hạng 2 và giành lên chơi ở giải hạng nhất sau hai mùa giải liên tiếp. Câu lạc bộ này giành quyền lên chơi ở Eredivisie, giải đấu cao nhất trong hệ thống tổ chức các giải đấu của Hà Lan. Tuy nhiên, đến năm 1974, câu lạc bộ gặp khó khăn về tài chính và buộc phải cắt giảm nhân sự. Một đội xuống chơi ở giải nghiệp dư, phần còn lại chơi ở giải chuyên nghiệp và được đổi tên thành SC Heerenveen như hiện nay. Suốt thập niên 1980 của thế kỷ trước, câu lạc bộ này chơi ở hạng nhất và câu lạc bộ đã hai lần giành chơi ở trận play-off để thăng hạng nhưng đều thất bại. Đến năm 1990, SC Heerenveen mới trở lại Eredivisie. Tuy nhiên, câu lạc bộ không trụ hạng thành công và phải chơi hai mùa giải liên tiếp ở giải hạng nhất trước khi thăng hạng vào năm 1993. Sau khi trở thành câu lạc bộ hàng đầu Hà Lan, Heerenveen chuyển đến một sân vận động mới được đặt tên theo cầu thủ nổi tiếng nhất của họ, Alpecin Stadium, có sức chứa 26.100 chỗ ngồi. Một vài thành tích đáng kể nhất của câu lạc bộ tính đến hiện nay: Eredivisie, á quân mùa giải năm 1999-2000, Cúp quốc gia Hà Lan, vô địch mùa giải 2008-2009, á quân mùa giải năm 1992, năm 1993 và năm 1996-1997. Eredivisie, hai lần chiến thắng play-off và giành quyền thăng hạng các mùa giải 1989-90, 1992-93, một lần giành ngôi á quân mùa giải 1980-1981. Tuis Divisie, vô địch mùa giải 1960-1970, giành chiến thắng play-off mùa giải 1959-1960. Vào mùa giải năm ngoái, Heerenveen kết thúc mùa giải ở vị trí 11 tại Eredivisie. Hiện tại, câu lạc bộ đang đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng của Eredivisie. Đáng chú ý, danh thủ Ruud van Nistelrooy, cựu danh thủ của Manchester United và Real Madrid, từng có thời kỳ khoác áo của Heerenveen. Heerenveen cũng trở thành đối thủ cạnh tranh thường xuyên tại UEFA Cup trong thời gian Ruud van Nistelrooy thi đấu cho câu lạc bộ. Thành tích tốt nhất của câu lạc bộ tính đến thời điểm này là giành ngôi á quân tại Eredivisie mùa giải 1999-2000, sau đó thì giành quyền tham dự Champions League mùa giải sau đó. Những phi vụ chuyển nhượng cầu thủ đã mang lại cho câu lạc bộ nguồn tài chính dồi dào. Một báo cáo năm 2010 của Hiệp hội bóng đá Hà Lan cho thấy, Heerenveen là câu lạc bộ Eredivisie duy nhất có ngân sách an toàn về tài chính. Trong lịch sử câu lạc bộ, chủ tịch Reimer van der Velde là người lãnh đạo lâu nhất, từ năm 1983 đến năm 2006, một nhiệm kỳ dài hơn bất kỳ chủ tịch nào tại các câu lạc bộ chuyên nghiệp của Hà Lan. Vào ngày 17 tháng 5 năm 2009, câu lạc bộ đã đánh bại FC Twins với tỷ số 5-4 trong loạt sút luân lưu để giành cúp Hà Lan đầu tiên.
Vào ngày 13 tháng 2 năm 2012, cựu danh thủ Marco van Basten đã trở thành huấn luyện viên của câu lạc bộ. Tuy nhiên, huấn luyện viên này đã không thành công thì không giúp được đội bóng có được danh hiệu nào. Hiện tại, câu lạc bộ đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Johnny Jansen, vừa có trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Fortuna Sittard tại vòng thứ 5 giải vô địch quốc gia Hà Lan. Chúng ta cùng hy vọng Đoàn Văn Hậu sẽ sớm góp mặt trong đội hình ra sân của câu lạc bộ này.